mỗi độ Tết đến xuân về, trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người Việt thường có tục lệ đi lễ chùa để cầu cho một năm mới gặp nhiều may mắn và an lành. Đây là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đi lễ chùa đơn giản chỉ là hướng tâm về Phật, cầu phúc, cầu may cho gia đình và mọi người xung quanh. Một trong những ngôi chùa được rất nhiều người dân đến lễ phải kể đến là chùa Vạn Niên. Ngôi cổ tự hàng ngàn năm tuổi nằm tĩnh lặng, trầm mặc ở khu vực phía Tây Hồ Tây, thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Chùa Vạn Niên thuộc về Sơn môn Hương Tích và Hoàng Dương Mật Tông. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo sử sách chép lại, chùa Vạn Niên được xây dựng vào năm thứ hai Thuận Thiên. Tính đến nay đã trải qua hàng ngàn năm. Kể từ ngày vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình ra kinh thành Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay, và được coi là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất của kinh thành. Chùa Vạn Niên còn được biết đến là một trong những nơi lưu trữ rất nhiều những kỷ vật mang giá trị lịch sử và phong tượng đặc biệt. Nổi bật nhất ở chùa đó là Viên Minh Bảo Điện, nơi thờ Phật Ngọc Phỉ Thúy. Đây là một ngôi tượng Phật được làm từ ngọc tự nhiên quý giá và hiếm hoi ở Việt Nam, do Thượng tọa Thích Minh Tuệ cùng các sư thầy và đệ tử sau nhiều năm tháng cất công tìm kiếm được khối ngọc nặng 1 tấn tại đất nước Myanmar rồi đặt các nghệ nhân Trung Quốc tạc được. Phía dưới Phật Ngọc là động chuyển chú. Sau khi đi qua lối dẫn cửa tối huyền bí, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thạch trụ làm bằng đá mã não. Với những câu thần chú được khắc nối trên đó, mọi người chỉ cần đặt tay lên xoa trụ đá là nhất tâm cầu nguyện. Hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên với nhiều cây cổ thụ. Bên ngoài sân có lầu Quan Âm thờ Quan Âm Bồ Tát. Bên cạnh là một pho tượng Phật Thích Ca, được tạc hoàn toàn từ một tảng đá quý nặng gần 1 tấn và an tọa dưới gốc cây cổ thụ xanh mát. Phía dưới tượng Phật là dòng suối nhỏ với đàn cá chép cảnh mang vẻ ngoài dung dị, điềm đạm. Du khách đến với chùa Vạn Niên không chỉ để vãn cảnh hay cầu nguyện cho năm mới, mà còn là nơi để mọi người biết luật nhân quả, khai sáng trí tuệ, hướng về điều thiện và sống tốt mỗi ngày. Là nơi để người dân trút hết mọi ưu phiền, những bộn bề, lo toan vất vả, thành tâm cầu nguyện cho một năm mới an lành và tốt đẹp. Chùa Vạn Niên đang ngày một khang trang và được nhiều Phật tử gần xa biết đến. Tuy có nhiều đổi mới, nhưng chùa vẫn giữ được nét đẹp cổ kính và độc đáo về nét văn hóa kiến trúc xen giữa lòng thủ đô hiện đại và phát triển.